Đây các bạn nhé, đây là cái mình thì đã hoàn thành, đã xong. Kiên cố cho chắc chắn, cái này thì bên này là công tắc này. Đây, công tắc, đây. Pin, như thế này. Rất là gọn nhẹ. Bây giờ thì tôi sẽ test thử cho anh em xem nhé. Bây giờ test anh em xem nhé. Nghe em thấy không? Rất là tốt đúng không? Còn tắt công tắc đi nhé, cho an toàn nhé. Khi nào không dùng nữa phải tắt thì an toàn. Còn khi nào chúng ta muốn dùng thì bật lên. Cho vào đây như thế này, tắt đi. Đấy. Cái này nút có thể giữ được. Mình muốn, nếu như các bạn mà không muốn dùng đấy thì thả đây bật ra, còn hoặc chúng ta có thể dùng công tắc an. Công tắc an toàn đấy thì là chúng ta nhấn vào giữ thì nó sẽ nổ điện. Còn nếu như mà khi chúng ta mà chỉ cần thả tay ra là mất. Nhưng mà còn cái công tắc này thì nó có thể là giữ nguyên cũng được này, giữ nguyên nhá, nhưng mà chúng ta mà muốn cho nó mất đi ấy, thì chúng ta lại tháo ra phía bên dưới của nó có một cái thép để mắc lại giữ lại cái cử của nó ấy. Thì chúng ta tháo cái thép đấy ra, chúng ta tháo cái thép đấy ra thì có thể lúc đó chúng ta chỉ nhận xuống là nó sẽ nổ này. Kệ này đúng không, nhận xuống là bật. Đây là khi chúng ta tháo cái thép giữ cử trong là như thế. Còn bây giờ hiện tại thì mình để này cho an toàn thì mình cần nhấn cái mình dùng một tay thôi để mình dùng không? Rất là tốt đó. Các bạn nhìn này. Quá tuyệt vời luôn. Vừa rẻ mà lại vừa ngon. Sau thì chúng ta không muốn dùng nữa thì chúng ta tắt đi, xong rồi tháo pin ra để cho nó đỡ tốn điện. Thứ hai nữa là chúng ta bảo vệ những cái cực như thế này khi chúng ta tháo pin ra, tại vì cái pin con thỏ này nó có một cái nhược điểm của nó là nếu như chúng ta mà để lâu ngày, chúng ta đang dùng dở hoặc dùng hết pin rồi ấy, mà chúng ta để lâu ngày thì cái này nó cực này sẽ bị sùi. Trong này có sẽ có cái axit nó ra. Ví dụ như bây giờ chúng ta dùng gần hết pin rồi, khi đó chúng ta dùng gần hết pin rồi thì chúng ta để một thời gian sau thì cái này nó sẽ bị phân hủy ra, thì nó bị mất chất ấy. Thì axit nó bị chảy ra thì sẽ làm hỏng cái cực này của chúng ta, thì nó sẽ gây ra tiếp điểm, nó cái tiếp điện của nó sẽ kém đi. Đấy, thế thì như thế thì nó sẽ không cái chất lượng mà cái dòng điện của nó đưa ra thì nó sẽ rất là kém. Thế nên chúng ta khi chúng ta không dùng nữa thì chúng ta tháo pin ra. Đấy, thì như thế là nó sẽ rất tốt, nó sẽ bảo quản, nó sẽ dùng được lâu. Và các bạn hãy yên tâm một điều rằng cái pin tiểu này chúng ta muốn dùng bền đúng không, chúng ta có thể dùng hết lần này đến lần khác và dùng rất nhiều lần. Các bạn nhiều bạn không biết là cái tưởng cái này chắc chỉ dùng một lần là vứt đi, nhưng mà không, cái pin tiểu này chúng ta biết cách sử dụng thì nó sẽ rất là bền. Thì các bạn hãy muốn dùng đi dùng lại nhiều lần thì các bạn hãy mua một cục nạm như thế này. Đấy, các bạn nhìn cái tên của nó nhé, nó như thế này. Đấy, các bạn mua nặng như thế này khi chúng ta mà dùng hết pin rồi, khi nào đấy chúng ta dùng hết pin, hiện tại cái này vẫn đang còn pin đấy, dùng hết pin trong ngoài bỏ ở đây thì chúng ta nạp pin đấy, này chúng ta cắm vào điện lưới của mình là nạp pin, xong chúng ta lại dùng tiếp. Thế thì nó sẽ dùng rất là lâu thì nó sẽ đỡ bị tốn kém. Chúng ta mua một lần nhưng mà chúng ta dùng máy rất là lâu, gọi dùng chưa không biết đến khi nào nó mới hỏng, tại vì mình dùng rất lâu. Hôm trước là mình lắp kia cái một cái cục kích khác, nhưng mà mình không lắp theo kiểu như thế này. Cái kiểu này thì mình lắp nó gọn nhẹ hơn. Cái hôm trước thì mình làm găng tay điện, hôm trước là mình làm găng tay điện như thế này. Thì là mình cũng dùng cái pin này rồi, xong mình lại nạp lại, mình lại vẫn dùng tốt. Đấy. Thế nên là các bạn mà có gì thắc mắc thì có thể là đừng để lại cái nhận xét ở trong cái phần nhận xét của video, rồi mình sẽ giải đáp cho. Và các bạn xem thì nếu thấy video hay thì hãy cho share cho mình xin một like, và nhớ nhấn đăng ký kênh của mình để theo dõi những cái video tiếp theo, nó sẽ hấp dẫn và thú vị hơn. Chúc các bạn một ngày mới vui vẻ. Chào các bạn, xin cảm ơn và hẹn gặp lại nhé. Chào các bạn. Và trước tiên thì xin lưu ý là cái video này là cấm. Cái này là mình chỉ làm để gọi là chế tạo thôi, còn cái mục đích sử dụng
thì nó tùy thuộc vào cái người làm cái kích điện này. Thế nên là, nhưng mà tôi cũng xin là lưu ý là cấm trẻ em dưới 18 tuổi là không nên xem video này, tại vì cái này chỉ dùng trong những trường hợp bất đắc dĩ thôi, chứ tại vì nó nhiều người mà ta không không biết về cái tác hại của nó, họ sử dụng một cách lạm dụng thì nó sẽ có những cái hậu quả không tốt. Vậy nên là mình tốt nhất là khuyên những cái người xem đang xem video, nếu mà dưới 18 tuổi thì không nên xem video này. Chào các anh em nhé, hôm nay tôi giới thiệu cho các anh em làm một cái kích điện 1000 kV. Phụ kiện chúng ta đi cùng đó là một cái kích điện, một bộ lắp pin và pin con thỏ, chiếc phích cắm. Sau đó chúng ta bắt đầu lắp ráp. Ở đây chúng ta lắp lại, sử dụng cái phích cắm này nó rất là tiện, đảm bảo cái cách điện tốt, dễ mua và dễ sử dụng. À, các bạn cũng nên nhớ là mình sắm thêm một công tắc nhé, sử dụng cái công tắc này thì chúng ta dùng thì nó sẽ tốt hơn hơn là mình đấu trực tiếp. Đấy, nói chung là về cơ bản thì như thế này là đã hoàn thành xong. Thế cái này là về cơ bản này, như thế này là chúng ta có thể là hoàn tương đối hoàn thành xong về cái mạch điện của nó, làm cho một cục kích điện. Nhưng mà bây giờ thì chúng ta muốn cho nó đẹp hơn thì chúng ta sẽ làm gì? Ví dụ bây giờ chúng ta sẽ quấn băng dính lại để cho nó ngắn lại. Như thế này tương đối là xong rồi, thì chúng ta có thể là quấn gọn nó lại để phù hợp vào cái ý định của chúng ta, cái ý đồ chúng ta làm như thế nào cho nó gọn, hoặc như thế nào tiện thì chúng ta gắn vào một cái cây ống nhựa PVC chẳng hạn, hoặc chúng ta sẽ là quấn cái này thành một cái tay cầm nắm như thế này thì nó cũng là tương đối là tiện, nó cũng rất là dễ. Khi chúng ta làm xong nó cuộn gắn kết nó lại sẽ ngắn tầm này, nó cũng rất là tiện tay. Hoặc chúng ta có thể gắn mua cái ống nhựa PVC chúng ta làm lại, nói chung là tùy theo cái ý đồ chúng ta muốn làm cho nó như thế nào cho nó đẹp và nó tiện tay mình cầm, nó thuận lợi trong cái thứ nhất là nó gọn gàng để cất nó dễ hoặc mang đi lên dễ, và thứ nhất là nó phải an toàn, đảm bảo được cái tính an toàn để khi chúng ta sử dụng, đấy cũng là điều cốt yếu. Và đợi một ít nữa thì tôi sẽ làm cho nó hoàn thiện thì sẽ cho các bạn xem. Đây là tôi sẽ làm theo cái ý của tôi, còn các bạn thì tùy các bạn sẽ làm theo các ý của bạn, thì bạn sẽ làm hoàn thiện thế nào nó đẹp hơn. Thì tôi cũng nghĩ đây có thể là các bạn đã làm còn đẹp hơn tôi, nhưng mà cái của tôi thì gọi là bước đầu, gọi là giống kiểu là gọi là thổ sơ khai bước đầu thôi để cho các bạn xem. Và các bạn lưu ý thì muốn mua cái cục kích này thì cũng nó rất là dễ, các bạn có thể tìm trên mạng để mua cái cục kích này, nó có giá thì nó cũng rất là rẻ thôi, nhưng nó cũng không đáng bao nhiêu tiền cả, có hơn 100 một cái cục này, khá là rẻ. Chúng ta có thể tìm mua ở rất nhiều nơi như các cửa hàng đồ điện cũng có nha.